chào tất cả các bạn. Hôm nay mình cùng với ông xã mình đi đón mẹ mình từ Florida qua San Jose chơi. Mừng quá đi thôi. Đây đón mẹ rồi nè. Đón mẹ rồi. Ồ, cái ticket đâu trả tiền. Trả tiền đậu xe dưới. Các quý cô, quý bác mà hơi lớn tuổi á, ở sân bay sẽ có người họ đẩy chiếc xe đẩy này để đưa mình từ cửa của máy bay đi ra ngoài đến bãi đậu xe luôn. Còn mình đi lên máy bay là họ sẽ đẩy mình từ cái chỗ mà mình check in, từ cái chỗ mà mình gửi hành lý, họ sẽ đẩy mình đến cửa của máy bay luôn. Rất là tiện lợi cho các quý cô, quý bác mà hơi lớn tuổi sẽ đến đi đúng cái chuyến bay và không có bị trễ chuyến bay, rất là tốt luôn. Sáng hôm sau là chủ nhật, gia đình mình đi lễ ở nhà thờ ở San Jose. Đây là nhà thờ Thánh Maria Goretti ở San Jose và rất là nhiều người Việt Nam ở đây đi lễ, chật đông hết nhà thờ luôn các bạn. Lấy cái chữ này nè. Mới cho các em giúp lễ, giáo xứ xin chân thành cảm ơn. Thay đổi giờ lễ kể từ chủ nhật ngày 3 tháng 11, giờ thánh lễ tiếng Anh. Có cho em cái đi. Mẹ mua đi, để đi. Mai cái. Hai cái đi. Để em kêu trả tiền chứ. Sau khi đi lễ thì ngoại đi ra chờ trời. Sao có ngọt con ngoại cho ý kiến đây chứ. Đầu tiên ăn trái tươi. Ồ vậy đó hả, vậy phải mua ăn. Cái này là trái táo tàu phần tươi, chưa có khô. Mẹ lựa gì? Dạ. Cái cỡ này cũng ok, nhưng mà cái đợt này nó bị nứt quá nha. Thích cái nào thì thử cái đó. Cái này là đây là cái chỗ cho thử trái cây trước khi mình mua. Chưa cái gì không có. À, vậy thì đâu cần mua đâu. Xào cho em ăn. Đúng rồi, nó gai góc hơn. Tiếp theo là ngoài đi ăn tiệm sắm. Ở đây người ta đẩy xe xung quanh và mình chọn cái món mà mình yêu thích. Một món xíu mại. Cơm. Cơm nhắn mại nó chân gà. Cơm mại thích ăn cái chân gà mềm kìa. Cái chân gà này á, nó họ đã được quay và đem đi nấu mà rất là mềm mà ngon lắm các bạn. Ăn sáng xong gia đình mình tiến thẳng lên San Francisco. Cầu xám nó xe đang chạy ở bên trên đó. Cầu 2 tầng mẹ nói, cầu 2 tầng. Cầu 2 tầng. Cầu đó là có 2 tầng đó, tầng trên á đi vô thì phải trả tiền 6 đồng mà tầng dưới đi ra thì không phải trả tiền. Bị lạnh rồi. Cảng số 39 là cảng mà nổi tiếng nhất ở San Francisco. Gia đình mình vào đây để đậu xe. Còn lâu, mỗi giờ 12 đồng. Thôi, một giờ 12 đồng hả? Dạ. Maximum 60. Cảng số 39 rất đông người các bạn.
Bây giờ tất cả mọi người đang đứng xếp hàng để chờ lên xe Big Bus để đi xung quanh thành phố San Francisco. On our right, you see some flying bugs. Even this lovely chair that we see here, the language of the birds. They have LED lights in each of these books to do a light show every night when it gets dark. Đây là cầu Golden Gate. Cầu này là cầu cổng, còn gọi là cầu cổng vàng, nổi tiếng, rất là nổi tiếng trên thế giới luôn các bạn. Cầu đây là cầu dây đầu tiên của thế giới luôn. Rất là đẹp, mình đi qua đây rất là nhiều lần nhưng mà lần này là lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe bus. Nó có mui trần và nó co nữa, rất là dễ để quay phim. Mình thích quá chừng luôn. Nãy là mình ngồi trên chiếc xe bus lớn như vậy đó các bạn, ngồi ở bên trên, tầng trên cao. Đó, xe từ trên đang đi xuống. Xe ở trên đi xuống. Wow. Con đường cong nhất của San Francisco. Cong nhất mà cũng cao nhất. Cong mà cao. Đây, nhìn bà ngoại ăn đồ Mỹ nè. Chắc hơi ngoại, nguyên một miệng luôn. Đây là bánh mì chua của Mỹ. Bánh mì chua ăn với clam chowder. Đây là súp của Mỹ luôn. Đây cái bánh mì đây. Hồi nãy có cái nắp đậy bên trên nữa, ngoại đang ăn nè. Đó, cái nắp đậy. Ngoại chấm với súp đây. Đó, ăn quá trời, đây là mực chiên. Ngon tuyệt vời luôn. Ngon tuyệt vời. Ăn đứng. Ăn đứng. Có mình mà ngoại ngồi à. Cầu 2 tầng buổi sáng. Buổi sáng đi thấy bây giờ đèn lên đẹp quá chừng luôn. Wow. À, đẹp quá. Bây giờ chỉ thấy đèn thôi chứ không có thấy được cái cầu. Đi đường này về cũng bằng như vậy hay là xa hơn hoặc gần hơn? Giống nhau à. Nhưng mà lát nữa có đi qua cái cầu nữa. Cầu 84. Đã hết một ngày ở San Francisco rồi các bạn ơi. Bây giờ gia đình mình đi về thôi. Tạm biệt các bạn nha.